Rồi. Xin chào quý thầy cô, như xin chào các em. Thì hôm nay mình tiếp tục về các cái hình trong SIGGRAPH tiếp theo. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các em về cái hình này. Thì để vẽ cái hình này thì chúng ta đầu tiên quan sát. Chúng ta thấy đây là một cái hình vuông ha, hình vuông. Nhưng mà nó chỉ có là gì ba cạnh thôi. À, sau đó nó sẽ ngược qua phía này và nó cứ lặp lại như thế này để trở thành một cái đường tròn. À, đường tròn. Như vậy ý tưởng để vẽ cái bài này thì đầu tiên chúng ta vẽ một đoạn thẳng ra trước, sau đó chúng ta lên đây và chúng ta như thế này. Nghĩa là chúng ta vẽ hình vuông nhưng mà nó chỉ có ba cạnh thôi. À, xuất phát từ một cạnh. Như vậy từ đây ra đây, à, chúng ta cho tầm khoảng thôi á. Khoảng để từ đây ra đây khoảng 20. Rồi chúng ta quay 90 độ lên 20 ba lần. À, tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ ngược lại. Vậy chúng ta tiếp tục quay như vậy ha, liên tục như vậy. Rồi. À, bây giờ chúng ta bắt tay vào công việc đầu về cái hình này này. Thì đầu tiên tìm cái bước chuẩn bị vẽ này, mình vẽ màu đỏ ha, nét bút bằng ai này, chúng ta vẽ tại vì cái hình tròn của chúng ta thì chúng ta vẽ ở dưới này. Như vậy là chúng ta vẽ tại xuất phát là x bằng 0 y trừ 160 trừ 160 thì hướng 90 độ ha. Như vậy ý tưởng của mình thì đầu tiên là mình đi 20 này nha. Ý tưởng là từ đây mình đi ra 20, đi ra 20, sau đó mình sẽ quay lên, mình ra đây ha, mình quay lên đây là quay lên góc 90 độ, 90 độ thì nó sẽ như thế này. Đó. Thì là ra 20 này, nó sẽ quay lên đây. Như vậy lúc này mình sẽ đi tiếp 20 nữa. À, mình sẽ đi tiếp 20. Và mình quay ra phía đây. Quay ra phía đây ha. À, như thế này. Đó. Rồi, mình tiếp tục đi ra đây, đi xuống đây. Như vậy là mình lặp lại 3 lần. À. Mình làm cái việc này là 3 lần. Rồi. Thì tiếp tục ạ. Thì cái nhân vật của mình nó sẽ hướng về đây. À, bây giờ mình kiểm tra thử đây. À, mình kiểm tra thử đây. À. À, bây giờ mình chạy lại này, mình kiểm tra này. À. À, thì nhân vật mình nó đang hướng trở về đây. À, nó đang hướng vào đây. Như vậy mình phải trả lại, trả ngược trở lại ha, trả ngược trở lại. Như vậy mình thì trả ngược lại là 180 độ. Trả ngược lại là 180 độ. Bây giờ mình xem thử ha. Thì đó, bây giờ nhân vật mình đã sẽ đi như thế này. Bây giờ mình sẽ chết là một góc. Mình tiếp tục mình chết là một góc nữa tại vì cái hình mình nó có đồ chết này. Để chết là một góc này. Vì như vậy mình sẽ tiếp tục mình sẽ đưa lên là 15 độ. À, 15 độ. Như vậy mình sẽ lặp lại cái công việc này trong 10 lần thôi ha. 10 lần thôi. Rồi chưa được, như vậy là mình sẽ tăng lên 20. Rồi, mình tiếp tục tăng như vậy là mình sẽ tăng lên 14 lần. Rồi, như vậy là ok ha. Bây giờ mình tăng cái nước bút mình lên tí xíu. Và mình sẽ đổi màu của cái bút vẽ bên này. Không là mình lên trên này. Mình muốn tạo thêm một cái gì đó cho nó sinh động ha. Sinh động.
thì mình sẽ bỏ cái màu vô đây cho nó thay đổi cái màu nó đây. Rồi tiếp tục thì mình sẽ lên trên này mình